Oh shit! My... Huh? What the fuck? I left the car. Okay, I left the car running. And I left the keys in it. Someone could have taken it away. Sometimes I'm so absent-minded right now. It's ridiculous. Okay. So. Yeah. I am at Pho Tây Hồ, okay? Pho Farm, Farm, Farm. F-A-W-M. Farm, Farm, Farm. Okay. Tôi vô. Hôm nay tôi được tạ nguyện. Lý do tại sao? Vô Pho Hồ, hy vọng được gặp cô bé xinh đó. Tên là Lan ha. Hôm nay tôi mới tìm ra là tên cô bé đó là Lan. Cô ngoài 30 rồi, hình như 34, 35 rồi ạ. Thì thua tôi 18, 19 tuổi ha. Tôi là 51, 51 rồi. Oh my god, lâu rồi không gặp cô ta. Bây giờ có bầu gọi như là 7-8 tháng rồi. Bầu rất là bự. Tôi tưởng là Christmas baby due soon á. À giờ cô nói là after the new year. So maybe one more month, chắc 8 tháng rồi ha. Chắc 9 tháng thì sao. Mà I thought this is her second child. Lý do là hồi đó gặp cô có bầu. Xong rồi có con tưởng là 2 năm trước, à yeah, 4 năm trước rồi. Oh my god. Thời gian trôi nhanh nhất sợ, tức là hồi đó tôi quý cái sắc đẹp của cô ta là từ hồi 4 năm trước lúc cô có bầu nó. Wow, cô này có bầu mà very glowing, ok. Rất là glow, rất là đẹp. Còn xin cái mình cũng như là quý mến cái beauty của her. Very Asian beauty. Và tôi để ý mà không biết tên. Hôm nay tôi mới vô hỏi tên, 4 năm sau vô hỏi tên, hỏi đại luôn. Tại thấy có bầu, người ta biết là mình không có tán tình người ta. Lý do là có bầu, ai mà đi tán tình bà già có bầu đấy. Cô 33 tuổi rồi. Cho nên mình tán tình thì hỏi ồ bao nhiêu tuổi, bao nhiêu rồi mấy con, giờ hai con có tính sinh nữa không. Thì bật mí ra là cô có 3 đứa con. Đứa này coming is đứa thứ 3. Là đâu coi, là đứa con đầu tiên là 8 tuổi ha. Đứa con thứ nhì là 4 tuổi. Xong rồi đứa này săn xong là có 4 tuổi, cách nhau 4-4-4-5, ok. Wow, cô này chăm đẻ quá, ở bên Mỹ này mà 3 đứa. Mà kỳ này cô ta vẫn còn very beautiful, glowing. It's like, oh my god. Maybe I'm biased because I like her before. I don't see any fault in her. Có thể không có thấy được cái điểm xấu của họ, tại mình quý mến người ta rồi. Mà hôm nay tôi vô thấy, có bầu 8 tháng rồi mà đẹp chứ sợ. Mặt hơi săn lợt tại vì chắc thiếu máu, tại con nó hút máu của mình, hiểu không? Con hết hút máu của mình cho nên mặt hơi săn lợt, nhưng mà so beautiful. I can't give enough glowing review about her beauty, okay? Lan ở làm ở bánh cuốn Tây Hồ. Bánh cuốn Tây Hồ, okay, I'm driving so I have to be less. Anyway, nice to meet you, nice to see you again today, Lan. You're a very beautiful young woman. Third child. Mà các bạn biết phải đi sắc bưng đồ nhà hàng á. I was kind of like talking to her but she was busy. Busy because right now it's 12:14. It's lunchtime. But I got my wish today. I hope to see her and I did. Or sometimes you let it known to the universe what you want and the universe will part its ways to comply to your demand or your wish. Your want, your desire, according to the guy named Coelho. What's his name? Coelho, the guy that wrote The Alchemist. Okay, you guys want to read that book? It's an awesome book. Okay, The Alchemist by Paulo Coelho or something like that. He's a Spanish writer. He's a very, very smart guy. Whatever you want, the universe will part its way to comply. So. Put your desire, put your thought out there. Today, I hope to see Lan, and I did. Oh my gosh, amazing. Okay, 4 minutes. Thank you very much for watching. Bye bye. Okay, I'm at the St. Paul College right now.
255 Marshall Avenue. But this is Kellogg Boulevard and John Island Boulevard. Maybe the college is way in there. But in front of me, between 2 or 3 o'clock right now, I'm looking forward, 2 and 3 o'clock now, is the beautiful St. Paul Cathedral. I'm Catholic, so I like this church a lot. Every time I go by, I like it. And yesterday I talked to the person who told me that I should go inside. Yes, one day I should go inside. It's very beautiful inside. I haven't gone inside, so I should go inside. Maybe during the summer. Right now it's too cold to walk in and walk out. Besides, every time I drive, today I'm interpreting, so I go and go by myself. But usually, if I drive up here with my wife and daughter, she's very short attention span, right? So it's hard to make the child comply without, you know, yelling and making her unhappy. So we try not to yell and not to make demand too much and make her happy with us. But as I say, making her go in there with us, sometimes requesting, is kind of tough. Okay. United Hospital, Alina Health, NASF Specialty Center. Okay, right now the sky is out, the sun is kind of hazy, but up in the sky nobody cares to do anything anymore because it's a whole blanket of chemtrail. Chemtrails are my friends when the whole sky is hazy with a thin film of clouds, of smoke, right? Those are the chemtrails. Clouds are clumpy and like a cotton ball.